Tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 719 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc mới. 40 ca mắc mới này từ bệnh nhân 2272 cho đến 2311 ghi nhận trong nước tại Hải Dương là 38 trường hợp, Hà Nội là 1 trường hợp và Quảng Ninh là 1 trường hợp. Cụ thể, các bệnh 2.272 tại Quảng Ninh là F1 của bệnh nhân 2 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm vào lần 3, ngày 16 tháng 2 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh. Các bệnh 2.273 tại Hà Nội là F1 của bệnh nhân 1819 đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 15 tháng 2 là dương tính với SARS-CoV-2 hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đối Trung ương, cơ sở Đông Anh. Các ca bệnh từ 2.274 cho đến 2311 tại Hải Dương, trong đó 34 ca là F1 đã được cách ly trước đó và 4 ca là chùm ca bệnh trong cùng một gia đình phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã dạ chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tính đến thời điểm này, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 128.080 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 577 người, cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 15.230 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 112.273 người. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh mới nhất là các trường hợp bệnh nhân 1501, 1549, 1573, 1599 và 1869 cũng như là bệnh nhân 1951. Trong số các bệnh nhân còn đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 37 trường hợp, lần 2 là 29 trường hợp và lần 3 là 20 trường hợp. Đến thời điểm hiện tại, nước ta vẫn ghi nhận 35 ca tử vong do COVID-19 và số ca đã được chữa khỏi là 1.573.